Xin chào các bạn lại đến với kênh của Ship. Video ngày hôm nay Ship sẽ tiếp tục gài bẫy Huggy các bạn. Và trước khi vào video thì Ship vẫn tặng gấu bông Huggy cho đến 1 triệu sub nha các bạn. Nên các bạn hãy tiếp tục nhấn chuông đăng ký, like video này và bình luận bên dưới để có cơ hội may mắn nhận được gấu bông Huggy cũng như là Kissy các bạn. À, hôm nay Ship vào mail của Ship thì có bạn ghi là: chị cho em gấu bông đi, em sẽ kiên trì viết mỗi ngày một mail để chị cho gấu bông. Và Ship nhắn lại cho bạn đó là em thích Huggy hay là Kissy, địa chỉ em ở đâu để có thể tặng cho bạn đó các bạn. Bạn đó rất là kiên trì gửi mail cho Ship để mong nhận được gấu bông các bạn. Ship nghĩ không chỉ bạn này, còn rất nhiều bạn khác thích gấu bông Huggy nữa. Ship hỏi bạn địa chỉ để có thể gửi cho bạn này một con gấu bông Huggy. Và Ship vừa làm ra một cái... Ship vừa spam ra một cái thùng đồ chơi các bạn. Thùng đồ chơi robot nè, để chuẩn bị cài bẫy Huggy các bạn. Chúng ta sẽ spam ra rất nhiều hộp đồ chơi ngăn chặn Huggy đi ra các bạn. Ship spam chắc cỡ 100 hộp luôn á. Nhiều đây còn ít quá, phải nhiều hơn tí nữa. Đâu để ship xem. Ở đây đi. Chúng ta spam ra ở đây đi. Ok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 một đống luôn các bạn, đếm không nổi luôn á. Nói chung là nhiều lắm các bạn ơi. Đó. Wow. Cái này chắc cũng cỡ 100 hộp rồi. Gần 100 hộp các bạn. Bây giờ Ship hơi lắc rồi đó. Ship sẽ nhảy vô và dụ hết kia ra. Chúng ta cùng coi thành quả. Chuẩn bị tinh thần các bạn. Chuẩn bị tinh thần. Ý, Huggy không bị chặn các bạn. Huggy đá hết mấy cái hộp đồ chơi. Chạy vô đây. Không biết Huggy có hù Ship không nữa. Trời, một tí nữa thôi là Ship bị Huggy hù rồi các bạn. Ôi may quá, nhảy lên đây Huggy không hù các bạn ơi. Bị lỗi luôn nè. Đứng đây bị lỗi luôn các bạn. Chỉ nhìn mình vậy thôi à, chứ không làm gì hết á. Ồ, các bạn có thể chạy lên đây để trốn Huggy. Nhưng mà Huggy vẫn hướng mắt theo mình nha. Các bạn nghĩ ở đây có nhảy xuống được không? Bây giờ Ship sẽ làm cho các bạn xem. Ở đây chúng ta có thể xuống được nha các bạn. Đứng một hồi là rớt xuống nè. Nhưng mà rớt xuống rồi là không có lên được nha các bạn. Rớt xuống rồi là bị kẹt luôn á nha. Khuyến cáo không nên dùng cách này. Dùng cách này là phải chơi lại á. Bây giờ Ship đặt mấy cái thanh băng truyền nè, chặn hết ghi nè. Đó. Ship bẫy hết ghi các bạn. Mong là thành công nha. Ship để một cái lỗ để Ship chui vô. Ok. Hơi lắc. Ui, Huggy không bị chặn hả ta? Chúng ta trốn ở đây nè. Chúng ta trốn ở đây đi các bạn. May quá, Huggy bị kẹt rồi. Cách này không hiệu quả các bạn ơi. Cái này nó không chặn được Huggy rồi. Bây giờ Ship phải làm cách khác để chặn Huggy các bạn. Cái này cũng là cái băng truyền. Nhưng mà băng truyền chúng ta có thể đi được á. Mấy cái rồi Ship cũng không biết nữa. Hình như 5 cái rồi. Thêm một cái nữa đi. 7 cái các bạn. Bây giờ Ship chui vô thử nè. Okay. Chắc chắn rồi nha các bạn. Chặn được Huggy rồi các bạn. Chặn được rồi. Cái này có hiệu quả nha các bạn. Bị giật giật luôn kìa. Huggy bị giật giật luôn các bạn. Hello. Và sau những lần thử thất bại của Ship thì lần này đã thành công các bạn. Ok. Hôm nay Ship bẫy Huggy một tí thôi nha các bạn. Ok. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của Ship. Nếu các bạn thích những video của Ship thì hãy nhớ nhấn chuông đăng ký kênh để giúp kênh Ship lên được 1 triệu sub. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.